Vâng, Port 77 đã đem về cho Brute Force thêm một điểm kill nữa. Còn với những cái cuộc chiến tại khu vực Cam An Pa nó vẫn chưa hồi kết, khi mà Form Microfire họ đang gặp tương đối nhiều những khó khăn. Nhưng đây rồi, những điểm mạng đã có và thêm cả những điểm confirm nữa. 7 điểm kill đã có dành cho Form, chính xác là Form Microfire. Form Microfire quyết định công sang cái khu vực căn nhà của Dizzy Star trước khi tiếp cận đến chân núi của Dplskia. Và đây lại đang là một khoảng trống mà được mở ra khi Dplskia lại không hề kê xuống cái góc đứng ở Cam An Pa. Và Dplskia bắt đầu công sang, đây sang cơ hội dành cho DX. Thì bọn đó là những điểm độc áo liên tiếp, nhưng tình huống xảy ra từ chiều cây thật sự là hơi mù mắt. Nhưng bây giờ thì DSG cũng đã phải nằm xuống rồi, tình huống đưa về đó là 2v2. Đây sẽ là thời điểm rất đẹp để Dingo Sai mới có thể vượt lên, khi mà đội hình của Team Power Esports cũng đã bị gạt giò ở vị trí thứ 3. DX liệu đã biết gì hay chưa đây? DX đang muốn chạy sang nhưng góc đứng này của anh Trang Web thực sự là quá đẹp. Một cái vị trí mà có thể bắn được trên cả bắn xuống ở đây là điều mà tôi cũng đã đề cập đến rồi. Chúng ta sẽ cần phải có những cái động thái di chuyển sát khu vực chân núi. Tuy nhiên thì thời gian không còn lại quá nhiều, khi mà đội hình của Team Dplskia cũng đã cứu được nhau xong và họ vẫn còn hàng tấn đồ ở trong tay. Và khả năng cao là Dingo Saver khó lòng có thể qua được kiếp nạn này, và đó là cơn mưa nết được trả ra. Paladin không thể chạy thoát được và bị trưởng nết thì cũng đã cố gắng trả nết nếu để đổ được cho mình thêm những điểm knock out. Nhưng mình cũng đang nhìn thấy rằng đó là cái sự chậm rãi trợ mức đáng sợ và khiến cho những cái sai lầm nó sẽ dễ bị trừng phạt hơn. Và ở đây thì chữ AJ đã không thể nào vượt qua được những tình huống sấy của Reject. Sẽ là điểm tiếp theo hay không đây, khi mà công nhà đang lựa chọn đến từ Power Trang không? Họ không công nhưng họ cứ liên tiếp mất người thôi. Vâng, đi lẻ là quá nhiều và đội hình của Team Power họ mất đến tận 3 người và không giải quyết được bất kỳ vấn đề nào cả. Và thậm chí người cuối cùng thì có vẻ như cũng đã bày màu rồi, khi đó là Lamborghini. Khoảng thời gian tương đối nhạy cảm của đội tuyển họ sẽ chờ đợi vòng bóng tiếp theo. Nhưng vừa rồi Leon cũng đã bị bắt lại đến từ gần về phía team Derek, và đó là tình huống confirm rất nhanh chóng. Jimin cũng có những tình huống muốn đổi mạng và có lẽ nó là thành công, nhưng mà So Easy cũng bị bắt lại. Và đó thì các thành viên phía team này thì họ đang tự tin với những tình huống đảo xe của mình, biết đối phương đâu. Nhưng có một quả nết, có một quả nết, và quả nết này thì có vẻ như nó là chưa đủ đam khi mà Club vẫn có thể xả được sát tường. Và thậm chí rằng là chỉ còn lại mình với chị Huibin mà thôi, xe nổ người cũng sẽ đi, và đó cũng sẽ là vị trí top thứ 9 dành cho viên phía Derek. Ổn dành cho đại diện đến từ khu vực C. Còn vừa rồi thì Reject cũng đã bắt lại, trước khi Reject đi thì họ cũng đã để lại những cái điểm knock out. Hiện tại trên bao chỉ chờ có thế, và những quả nết được trả ra là rất khó chịu, nhưng không, bất ngờ được tạo ra khi mà đó là quả nết tốt đến từ vị trí Gibbon. Mặt tại khu vực quân sự rồi cũng sẽ bị gạt giò đi thôi, nhưng ở đây thì bất ngờ thay, đó là vị trí của Chapter Poster đã bị bắt lại, và đó là quả nết cầu góc 90 đến từ vị trí Gibbon. Vâng, rất hay. Nhưng tôi đang nhìn thấy tín hiệu và Dingo Xavier lại lựa chọn cái hõm mà ở trong những giải đấu trước đây họ đã bị clear bởi Team Flash. Và bây giờ thì họ bắt đầu mới rời đi, và chắc chắn rồi cái hõm này sẽ thu sự chú ý của Reject Tokyo, và Lamborghini là người đầu tiên phải nằm trong đó. Thì với Former Vice đây cũng không thể làm gì được khi mà bị kẹp bởi cả DRX cũng như các thành viên của Dplskia. Dplskia còn 3 người nhưng họ vẫn đang cho thấy cái sự khó chịu của mình khi mà chăm sóc một lúc cả hai đội tuyển, mà đó là một pha combat chiến thắng Dplskia không mất một ai cả. Hết xuống cái hõm thì chẳng khác gì là một cái án tử cho đội tuyển này cả. Nhưng họ vẫn có một cái sức bật cho các thành viên của Dplskia. No, một bu tò mò và ngay lập tức là một tình huống dồn sát thương nhanh đến từ các thành viên của Alpha 7. Chỉ rằng là những quả nét được nhồi lên đến từ Cardino, 7 quả còn lại trong tay. No, một bu đi rồi. Không có cái cơ hội nào rồi, khi nó một bu cả. Còn cái cây thì sao đây? Vâng, cây nào, cây thì vẫn đang cố gắng để có thể bắn, và cây bắn rất dính vào vị trí của anh chàng đó là Green. Và sớm thì biết người cuối đang ở đâu. Vâng, hết súng đạn xa, chỉ ra hết súng đạn 5, và sau đó thì phải chuyển sang S12K. Cardio bị bắt lại bởi tướng xây xe đến từ vị trí Olio. Và có thể đó sẽ là điểm kill thứ 6 được mang về dành cho đại diện đến từ Malaysia. Cứ băng băng phi lên và cầy kill. Và For Moraikovic chủ động nổ súng, Yudu muốn tới luôn. Dừng xe rất chủ động đến từ các thành viên còn lại của Yudu Lens. Jimmy bắt được Baron. Nhưng sau đó thì Jimmy bị đổi mạng bởi Doc. Cũng không ảnh hưởng quá nhiều trong pha giao tranh này, khi mà Yudu vẫn đang có lợi thế về người trước đối phương. Doc đang bị ám sát vào, và bây giờ là Doc cân 2. Thêm một điểm hạ gục nữa, nhưng sau đó thì vẫn là clear squad dành cho Judo Lens, 9 điểm hạ gục. Căn nhà vệ sinh này có thể sẽ là cái án tử dành cho Power Esports nha. Sau lưng cũng đang có một luồng sát thương nữa dành cho đội tuyển này.
và cây lúc có một khoảng trống để có thể hưu cho mình một cái phớt e. Eric, một diễn biến khác, cũng đã phải dừng lại vị trí top thứ 12 và rất nhiều lượng trang bị ném đang được dành cho các thành viên bên phía của Power Esports đến từ lab của Judo. Ui, nào, quả nét tiếp này tục đến từ vị trí của cây lúc và lần này thì Fiden không có một cái phép màu xảy ra cả. Haze knock out được cây lúc, cố gắng confirm đối phương và confirm thành công, nhưng sau đó là tiếng ám sát lên đến từ vị trí của Leon và đó là tiếp tục knock out dành cho lab của Judo Alliance. Cũng hoàn toàn là hợp lý khi mà ở chiều ngược lại thì Thiên, thì sao Thiên 3 cùng với đó là cả Boom Esports cũng đang phải giao tranh với nhau. Liu chỉ còn lại còn đấm nửa cây máu, nhưng Liu kịp knock out với chiều Jubi mày. Và giờ thì Ponbit đang cố gắng để có thể đẩy vào, nhưng liệu Ponbit có thể làm được điều gì hay không? Khi mà Frenzy đẩy ra thì vị trí Liu đã nằm và Long là người sống sót cuối cùng. Bản thân Long không làm được thêm một ai cả. Và quá khó dành cho công việc bên phía Thiên 3. Chắc chắn là sẽ công rồi. Nhưng Boom Esports đang gồng sẵn những quả đét ở trong tay và có một người ngồi ở u dơm, đó là Ponbit. May mắn dành cho Dingo Xavier trong pha xử lý vừa rồi khi mà Paladin vẫn có thể bọc lót được cho người đồng đội của mình thành công. Nhưng nên nhớ rằng là đối phương cũng đã có những quả đét ở trong tay nha, và đó là quả đét knock out được Lamborghini, nhưng sau đó thì chưa có chạm quả đét lên. Đây, Diplosia, họ đang muốn kê lại khu vực căn nhà kho, cùng với đó là Khều và những đội tuyển tham gia có mặt ở phía bên ngoài đồng, và các Osaka đã clear toàn bộ đội bên phía của Alpha 7. Nhưng vừa rồi thì Review bắt được Nete. Sau đó là tướng Bi confirm 3 Vespa. Chúng ta còn trang bị ném, nhưng cần phải cẩn thận khi mà Doc đã bắt đầu mở lên vị trí đứng 2 của round rồi. Nào, mở được cái bài toán Mountain Doc này thì chúng ta sẽ có cơ hội rất lớn để đến với Winner Winner Chicken Dinner. Paladin không được, và sau đó thì cả chùa cũng đã ra đi, và chúng ta chỉ còn duy nhất vị trí của Lamborghini thôi. Lamborghini có một góc nhá nhưng ở sau lưng, và đó vẫn là một lần nữa chúng ta